Phùng Ngọc Huy đi dự tiệc cùng người yêu tin đồn sau khi xin lỗi vì bỏ rơi mẹ con Mai Phương. Sau những ồn ào về chuyện bỏ rơi mẹ con Mai Phương, Phùng Ngọc Huy đã lên tiếng giải thích và xin lỗi. Ngay sau khi thông tin diễn viên Mai Phương bị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, tên Phùng Ngọc Huy bắt đầu được khán giả nhắc đến nhiều không kém bạn gái. Cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích anh đã bỏ rơi mẹ con Mai Phương, cùng với đó là sự vô trách nhiệm của nam ca sĩ khi bạn gái cũ đang phải nằm viện điều trị bạo bệnh. Sau nhiều ngày im lặng trước làn sóng tẩy chay của dư luận, cách đây ít ngày, Phùng Ngọc Huy quyết định lên tiếng về sự việc này thông qua một tâm thư khá dài được chia sẻ trên trang cá nhân. Nam ca sĩ xin lỗi vì không chăm sóc được mẹ con Mai Phương. Tuy nhiên, anh khẳng định mình không bỏ rơi bạn gái cũ và con gái 5 tuổi. Bên cạnh đó, anh cho biết anh vẫn giữ liên lạc với mẹ con cô sau khi sang Mỹ định cư. Sau những chỉ trích vừa qua, Phùng Ngọc Huy đã xuất hiện cùng các đồng nghiệp trong tiệc thôi nôi con gái của Nguyễn Hồng Nhung. Tiệc thôi nôi tròn 1 tuổi con gái của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung tại Mỹ. Diễn viên hài Thúy Nga chia sẻ về Phùng Ngọc Huy: "Hôm nay em ấy đã hồi tỉnh chút chút, thương em trai. Trong ảnh chụp có người tình tin đồn của anh là ca sĩ Đan Kim." Phùng Ngọc Huy vui vẻ chụp ảnh cùng đồng nghiệp trong tiệc thôi nôi con gái Nguyễn Hồng Nhung. Đi cùng Phùng Ngọc Huy là người tình tin đồn Đan Kim. Buổi tiệc thôi nôi con gái ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung có rất nhiều sao Việt như Quang Dũng, Thúy Nga, vợ chồng Thanh Thảo, Cam Thơ, Trissie Phương Trinh, Đức Tiến. Lê Phương khoe quà sinh nhật có 102 của ông xã kém tuổi. Đây không phải lần đầu tiên Trung Kiên dành tặng vợ những món quà sinh nhật chẳng giống ai như thế này. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lê Phương vừa chia sẻ món quà đặc biệt được ông xã kém tuổi tặng trong ngày sinh nhật. Cô tâm sự, chồng trẻ luôn có những màn tặng quà đặc biệt và thú vị, khiến năm nào mình cũng phải chờ đón. Cô viết, không biết từ lúc nào, giống như trẻ nhỏ trong ngóng ngày Tết để được lì xì và mặc đẹp, thì em lại mong chờ ngày sinh nhật mỗi năm để được anh tặng quà. Cứ đúng 0 giờ 0 phút, lịch sang ngày 28 tháng 8 là nhận được quà sinh nhật của anh. 3 năm bên nhau là 3 món quà tuyệt vời nhất tự tay anh làm, thương lắm. Từ khi yêu nhau, chồng Lê Phương luôn dành những món quà bất ngờ cho bà xã. Nữ diễn viên nhớ lại sinh nhật đặc biệt vào năm 2016 của mình. Sinh nhật đi quay từ 6 giờ sáng, anh đón về lúc 23 giờ 30. Anh nói đi với anh vào đơn vị có chút việc. Nửa đêm mà còn việc gì, nghĩ vậy nhưng vẫn leo thiệt nhanh lên anh bạn. Và không quên ôm anh thật chặt. Anh vào phòng không bật đèn, đứng hoài không thấy anh trở ra. Cửa lại mở toang, chẳng biết như thế nào. Tò mò nhìn vào, anh đứng yên. Trên tay là món quà sinh nhật tự tay anh làm với nụ cười, ánh mắt ấm áp, không thể tả. Lúc ấy, người yêu 9X của Lê Phương nói, sinh nhật vui vẻ em yêu nhé, khiến cô như vỡ òa. Món quà Trung Kiên tặng cô là ngôi nhà bằng gỗ xinh xắn, bên trong để một cặp nhẫn. Ngôi nhà tự tay chồng Lê Phương làm tặng vợ, bên trong có để một cặp nhẫn. Năm 2017, Trung Kiên tặng vợ bức tranh mình tự vẽ. Với Lê Phương, Trung Kiên là người giúp cô vượt qua rất nhiều câu chuyện buồn trong cuộc đời. Thầy Park, người hâm mộ cứ yên lòng, chúng tôi sẽ lấy huy chương về cho đất nước Việt Nam. Huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam, ông Park Hang-seo đặt mục tiêu sẽ đánh bại U23, UAE trong trận tranh huy chương đồng ASEAN 2018 sau 90 phút thi đấu mà không bước vào loạt sút Lulu, và đó sẽ là quà tặng cho người hâm mộ. Theo điều lệ môn bóng đá nam ASEAN 2018, trận tranh huy chương đồng sẽ không đá hiệp phụ. Nếu hai đội hòa nhau sau 90 phút thi đấu, sẽ bước vào loạt sút Lulu. Chính vì điều này, huấn luyện viên Park Hang-seo muốn các học trò giải quyết đối thủ sau 90 phút mà không bước vào loạt sút cân não. Trận tranh huy chương đồng với U23, UAE sẽ không đá hai hiệp phụ đâu, mà hai đội sẽ bước vào loạt sút penalty luôn. Tôi thật sự không muốn các học trò bước vào loạt sút cân nào đó, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết. Chiến lược gia người Hàn giải thích lý do muốn giải quyết nhanh trận đấu trong 90 phút. Các anh nhìn ở ngoài trông thế thôi, chứ tôi là huấn luyện viên trưởng nhiều lúc mệt mỏi lắm. Tôi muốn kết thúc trận đấu trong 90 phút. Và để thực hiện cho mục tiêu đó, huấn luyện viên cùng các cộng sự của mình đã nghiên cứu kỹ càng đối thủ U23, UAE để có được sự chuẩn bị tốt nhất. Tôi có xem UAE đá trận bán kết qua TV, các trợ lý của tôi cũng đã thu thập đầy đủ băng hình, cũng như thông tin về đối thủ. Trong chiều 30 tháng 8, chúng tôi sẽ họp để phân tích về đối thủ này. Nói chung đã vào tới bán kết, chúng ta không thể coi nhẹ đối thủ nào cả, vì mỗi đội đều có một đặc trưng. U23, UAE đã đa dạng, họ có thể chơi theo sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-2-3-1. Các cầu thủ đá cánh giàu tốc độ, đột phá tốt. Tuy nhiên, tôi nhận thấy vào hiệp 2 trận đấu với Nhật Bản, thể lực của các cầu thủ xuống rõ rệt, ông thầy người Hàn tiết lộ. Các cầu thủ khá buồn khiến không khí trong đội không tốt sau trận thua bán kết. Thế nên, tôi đã nhắc nhở vẫn còn một trận đấu phía trước. Chúng tôi muốn có tấm huy chương đồng để gửi tặng khán giả sau những ủng hộ và cổ vũ dành cho U23 Việt Nam, ông Park khẳng định. Sau trận đấu với U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam sẽ có một ngày nghỉ ngơi và thư giãn. Ngày 31 tháng 8 hôm nay, toàn đội sẽ tập nhẹ để chuẩn bị bước vào trận tranh huy chương đồng với U23 UAE vào lúc 15 giờ chiều ngày 1 tháng 9. Tan chạy với lời nhắn ngọt ngào Kim Lý gửi tới Hồ Ngọc Hà, em rất tuyệt vời. Không còn vướng nghi vấn chia tay, và mới đây Kim Lý đã nhắn nhủ yêu thương đến Hồ Ngọc Hà sau gương vỡ lại lành. Sau hơn nửa năm mất hút, Hồ Ngọc Hà đã chính thức trở lại Vbox với MV Em Muốn Anh Đưa Em Về. Với sự tham gia diễn xuất của bạn trai, trong MV, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý thoải mái thể hiện tình cảm với nhau mà khán giả gọi vui là họ diễn như không diễn. Mới đây trên trang cá nhân, Kim Lý bất ngờ chia sẻ MV của Hồ Ngọc Hà và mình. Chưa dừng lại, anh còn viết dòng trạng thái nhắn nhủ đến bạn gái một cách đầy tự hào. Thật tuyệt vời với 2 ngày và 3,5 triệu lượt xem. Chúc mừng tất cả mọi người liên quan và cuối cùng cảm ơn đặc biệt là đến một người rất đặc biệt, một ai đó. Em rất tuyệt vời, hiệu suất vẫn như mọi khi. Đây là MV thứ 2 của Hồ Ngọc Hà mà Kim Lý tham gia diễn xuất. Trong thời gian qua, không ít các tin đồn dấy lên cho rằng Hà Hồ và bạn trai Kim Lý đã chia tay. Tuy không phản hồi về những tin đồn xung quanh chuyện tình yêu, nhưng cả hai vẫn xuất hiện bên nhau trong các sự kiện. Sự tái xuất lần này của Kim Lý trong MV mới của nữ ca sĩ cũng chính là lời đáp trả cho những tin đồn về chuyện tình yêu tan vỡ. Trong suốt đoạn MV ca khúc này, Hồ Ngọc Hà lãng mạn tình tứ bên Kim Lý khiến fan cũng phải ganh tị. Tôi rất vui và hạnh phúc khi tham gia MV. Sau lần hợp tác ở Cả Một Trời Thương Nhớ, thời tiết ở Hội An rất nóng, hơn 35 độ. Nhưng tôi không phàn nàn gì cả, Kim Lý trước đó cho biết. Trốn Trường Giang đi với Ngô Kiến Huy, Nhã Phương khiến ai nấy tá hỏa vì quả váy thảm họa. Nhã Phương xuất hiện giao lưu với fan cùng dàn diễn viên phim hoán đổi mà không có chồng sắp cưới Trường Giang đi cùng. Vừa qua, khán giả ở hai rạp chiếu phim Sài Gòn bất ngờ trước sự xuất hiện của Nhã Phương và dàn diễn viên phim hoán đội đến giao lưu cùng khán giả xem phim. Dù mới tổ chức lễ đính hôn lãng mạn, nhưng danh hài Trường Giang lại không hộ tống Nhã Phương tới các sự kiện gần đây. Trước đó, trong buổi họp báo ra mắt phim hoán đổi, nữ diễn viên Nhã Phương xuất hiện lẻ loi một mình và từ chối nhắc tới chồng sắp cưới. Ở sự kiện giao lưu với khán giả ngày hôm qua, Nhã Phương tiếp tục trốn Trường Giang, xuất hiện tình tứ bên người tình màn ảnh Ngô Kiến Huy. Trường Giang bận chạy xô nên Ngô Kiến Huy đã trở thành người song hành cùng Nhã Phương trong các sự kiện của phim hoán đổi. Dù không có chồng sắp cưới bên cạnh, nhưng Nhã Phương không hề thiếu đi vẻ rạng ngời và tươi tắn. Cô xuất hiện đầy tự tin và năng động trong bộ trang phục áo thun trắng, chân váy ngắn chạy chun và nụ cười rạng rỡ. Tiếp tục trở thành người tình màn ảnh trong hoán đổi, Nhã Phương và Ngô Kiến Huy càng trở nên thân thiết. Nhã Phương cùng dàn diễn viên hoán đổi vào tận rạp giao lưu và chụp ảnh cùng khán giả. Sự kiện giao lưu của đoàn phim hoán đổi thu hút sự tham gia của đông đảo khán giả. Trong phim hoán đổi, Nhã Phương vào vai cô ca sĩ hết thời Tiên Tiên và có một mối tình đầy lãng mạn với chàng nhạc sĩ Minh Thắng, Ngô Kiến Huy. Trải qua những biến cố kỳ lạ, Tiên Tiên bị hoán đổi thân xác với võ sư Mai Ngọc Hoa, nghệ sĩ Việt Hương. Từ đây, cuộc sống của hai người bị xáo trộn, tạo nên những tình huống dở khóc dở cười, vừa tréo ngoe vừa khó đỡ. Đặc biệt, hoán đổi còn quy tụ rất nhiều gương mặt diễn viên nổi tiếng như Trấn Thành, Huỳnh Lập, Khải Như, Hứa Minh Đạt, La Thành, Mai Bảo Ngọc và Bé Kim Thư. Phim điện ảnh hoán đổi hiện đang công chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc. Lê Phương khoe quà sinh nhật có 102 của ông xã kém tuổi. Đây không phải lần đầu tiên Trung Kiên dành tặng vợ những món quà sinh nhật chẳng giống ai như thế này. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lê Phương vừa chia sẻ món quà đặc biệt được ông xã kém tuổi tặng trong ngày sinh nhật. Cô tâm sự, chồng trẻ luôn có những màn tặng quà đặc biệt và thú vị, khiến năm nào mình cũng phải chờ đón. Cô viết, không biết từ lúc nào, giống như trẻ nhỏ, trông ngóng ngày Tết để được lì xì và mặc đẹp. thì em lại mong chờ ngày sinh nhật mỗi năm để được anh tặng quà, cứ đúng 0 giờ 0 phút. Lịch sang ngày 28 tháng 8 là nhận được quà sinh nhật của anh, 3 năm bên nhau là 3 món quà tuyệt vời nhất tự tay anh làm, thương lắm. Từ khi yêu nhau, chồng Lê Phương luôn dành những món quà bất ngờ cho bà xã. Nữ diễn viên nhớ lại sinh nhật đặc biệt vào năm 2016 của mình. Sinh nhật đi quay từ 6 giờ sáng, anh đón về lúc 23 giờ 30. Anh nói đi với anh vào đơn vị có chút việc. Nửa đêm mà còn việc gì, nghĩ vậy nhưng vẫn leo thiệt nhanh lên anh bạn. Và không quên ôm anh thật chặt. Anh vào phòng không bật đèn, đứng hoài không thấy anh trở ra. Cửa lại mở toang, chẳng biết như thế nào. Tò mò nhìn vào, anh đứng yên. Trên tay là món quà sinh nhật tự tay anh làm, với nụ cười, ánh mắt ấm áp không thể tả. Lúc ấy người yêu 9X của Lê Phương nói: "Sinh nhật vui vẻ em yêu nhé", khiến cô như vỡ òa. Món quà Trung Kiên tặng cô là ngôi nhà bằng gỗ xinh xắn, bên trong để một cặp nhẫn. Ngôi nhà tự tay chồng Lê Phương làm tặng vợ, bên trong có để một cặp nhẫn. Năm 2017, Trung Kiên tặng vợ bức tranh mình tự vẽ. Với Lê Phương, Trung Kiên là người giúp cô vượt qua rất nhiều câu chuyện buồn trong cuộc đời. Em gái Hari Won kêu biết tiếng Việt sơ sơ, vào cuộc trả lời ro ro như ai nhập, Đại Nghĩa trố mắt. Lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình, nhưng em gái Hari Won đã lập tức khiến người xem phải nể phục vì sự thông minh. Trong chương trình Ngạc nhiên chưa số mới đây, có sự tham gia của diễn viên Tuấn Trần và em gái út của Hari Won, Trudia, với vai trò người chơi. Đây là lần đầu tiên em gái của Hari Won xuất hiện trên sóng truyền hình. Ngay khi vừa xuất hiện, Trudia đã khiến trường quay dậy sóng bởi nhan sắc xinh xắn của mình. Lúc Trudia tiết lộ cô chỉ biết tiếng Việt sơ sơ, Đại Nghĩa và Nam Thư ai cũng lo lắng cho cô nàng, không biết lát nữa gợi ý kiểu gì. Tuy nhiên, trái với lo lắng của Đại Nghĩa và Nam Thư, Trudia xuất sắc trả lời đúng nhiều câu hỏi khiến ai cũng phải bất ngờ. Trudia bung lộ khả năng tiếng Việt của mình để đưa ra gợi ý giúp Nam Thư trả lời đúng đáp án. Cô nàng sung sướng ôm chầm lấy Nam Thư khi trả lời đúng câu hỏi. Nhiều người còn nhận xét rằng Trudia có vốn tiếng Việt còn tốt hơn cả người chị Hari Won. Ngay cả lúc bị Nam Thư làm điên đảo trước tốc độ nói, Trudia vẫn hiểu hết. Đại Nghĩa, Tuấn Trần cũng phải tròn mắt trước khả năng tiếng Việt của em gái Hari Won. Bị Nam Thư làm điên đảo trước tốc độ nói, em gái Hari Won vẫn xuất thần, trả lời đúng câu hỏi.